Sau Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ các bác cái con máy lọc khí Daikin màu mận. Cái màu này chính ra thì là khá là bền màu các bạn, nó không bị ngả màu như cái bọn là màu trắng. Đấy, một con máy thì nguyên zin tuyệt đối, hình thức thì ở mức ok, ngon lành. Vậy các bác xem hình thức nhé. Hình thức thì con này nó khá là bóng đẹp, vỏ nó vẫn là vỏ zin nguyên. Con này thì em không có tút tít gì cả, để về chỉ có lau chùi qua thôi. Đây, quay qua cho các bác một lượt về hình thức nhé. Hình thức có như nào thì bên em bán như vậy, không nứt vỡ, bảo hành không nứt vỡ, mọi thứ nguyên zin từ bên mạch cho đến bên ngoài, tất cả là con này là nguyên zin hết. Đấy chưa? Em để mã số 1 này qua này. Trước này thì em bán giá luôn công khai cho các bác là 2,5 triệu nhé. Tất cả bên em bán đều có giá công khai. Đang bên em thì đang có cái chương trình tặng kèm theo cái voucher giảm giá 300.000 cho lần mua hàng tiếp theo nhé. Các bác có thể là mua lần sau hoặc là cho tặng ngay, tùy. Bên em vẫn áp dụng những cái sản phẩm bên em ghi ở đây. Đấy. Số điện thoại thì các bác liên hệ cho em theo hai số này. Chiếc máy này thì mình dùng được cho phòng khoảng 50m² đổ lại, lọc khí buồng, khử mùi diệt khuẩn. Các tính năng thì ok, con này hết test các bác luôn này. Đây, đây là báo hẹn giờ tắt này, hẹn giờ bật này, eco này, ion này, lọc khí nhanh này, nhanh. Chế độ buồm này, tốc độ lọc không khí này. Đấy, máy thì đã được đấu biến áp điện 220V thẳng bên trong rồi, các bác cắm thẳng điện lưới của mình luôn nhé. Cái này là chỉnh cơ. Đây, tem mác sẽ đi máy đằng sau đấy. Cái này sản xuất năm 2014, là năm cuối cùng của cái model này. TCK70P 75W. Series máy là đuôi là 1743. Có nguyên zin hàng bãi. Để mở cho các bác xem bên trong. Đây, con này thì ở bên trong các bác nhìn, nó có hai cột lọc tĩnh điện này, là cái dòng cao cấp, nó mới có cái cao cấp nhất của Daikin tại thời điểm sản xuất này. Đấy, nó có hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Đấy, thanh timer khử khuẩn này. À, con này thì là cái màng HEPA zin này em vẫn để đây các bác nhé. Lưới thô này, màng zin em thấy nó vẫn còn rất ok, thì để cho các bác nào thích màng zin. Còn bác nào không thích màng zin thì em sẽ thay bằng một cái màng mới này. Giá vẫn như vậy. Tùy các bác khi mua, thì các bác thích màng mới thì các bác báo nhé. Còn không mặc định thì em vẫn cứ để cái màng zin này theo máy. Đấy. Còn bác nào mà muốn thay màng mới thì phải báo bên em nhé. Đây là cái màng thô. Ở đây, ở cái con máy này thì các bác nhìn con công nghệ lọc của nó là 5 bước. Cột lọc tĩnh điện là 1 này, màng thô là 2, màng HEPA là 3, màng than trong là 4, timer là 5. Lọc khủng nhất trong các dòng đấy. Dùng được cho phòng khoảng 10 đến 50 m2. Là phòng ngủ hay phòng khách đều được hết nhé. Nói chung là thời điểm này con máy này nó khá là rẻ. Bền bỉ. Màu cà phê. Zin zin. Mặt nguồn đấy ạ. Màng ẩm thì con này còn rất là đẹp. Bên này khu vực bình nước bù ẩm này các bạn nhé. Bấm lên nào này. Còn rất là mới, sáng, to. Khay nước bù ẩm sạch sẽ, màng tổ ẩm zin như mới. Rất đẹp luôn. 2,5 triệu cho một con máy lọc không khí Daikin bảo hành 1 năm. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 100.000 ạ. Các bác có nhu cầu alo em nhé. Đặc biệt là bên em đang đợt này bán máy thì không cần phải đặt cọc gì cả. Để làm sao các bác mua nó được thoải mái, không phải lo nghĩ gì là mất tiền cọc hay là nhận hàng kiểm tra đúng con máy em đã quay, thì các bác nhận hàng kiểm tra không nứt vỡ gì. Chào các bác nhé.